Chào tất cả anh em, mình tiếp tục hội họp với một cây đu bông mới 100% đầy đủ hộp nha, tình trạng là mới. Đây này, mã hàng của nó là 415110M đu bông Windows Black Lighter. Sổ thẻ nằm dưới đây nha. Cây này màu đen, sơn ngoài đen, chạy hai cái viền sọc này, mã ba đi âm hai viền sọc rất là đẹp. Cái bút này size nó là size trung nha, size trung chứ không phải size to, mà nó cũng không phải size nhỏ, nó là size trung, cầm nó là vừa tay. Nó có một dòng là xay lớn nữa, lớn hơn cái này, lớn bự nặng hơn, còn xay nhỏ hơn xíu nữa, còn xay mini nữa, nó có tới 4 cỡ lên. Anh em mua hàng thì vui lòng coi kỹ video giúp mình nha, mình quay chi tiết nha. Người sơn ngoài đen là bị hai cái sọc này giống như cái đời của nó bật lửa đúng bông. Trên đầu nó là có chữ D. Cái này cũng là dòng bút bi xoay nha, xoay mở xoay. Cái này mình thay rồi cũng vậy, cũng như mấy cây khác, là cứ nếu mà bút bi xoay mà dạng này thì mình cứ rút thẳng nắp lên, rút thẳng nắp lên này, rút thẳng nắp lên, mình dặn cầm cái núm nhựa đen này mình dặn ra. Thân nó là bằng đồng, ở phía trong này thì mạ rôm, ngoài vàng trắng bạch kim, mà là rôm rất là sáng bóng. Đúng, mình thả ruột vào không vậy, cứ thả vào mà để ý là thả vào mà nó phải lọt vô giữa cái lò xo, phía dưới đây nó có lò xo, thả mà thấy tưng tưng vậy là được là ok nè. Thả vào mà thấy nó kẹt vướng gì là nó chưa vào giữa cái lỗ lò xo. Lúc mình đẩy vào cái cây này thì nó sọc sọc trên sọc dưới này, mình cứ canh đứng thẳng nha, mình đẩy xuống dặn qua nó là ngay lại đây, rất là đẹp. Rồi, anh em mua hàng thì cứ vui lòng bấm vào phần mô tả, mình để đường link trang web và giá bán ở trong đó hết, đầy đủ hết. Rồi, mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau.